ở phát nổ khiến cả dạp hát phải sơ tán. Sự việc xảy ra tại dạp hát Lyric Theater, thành phố Sanford, Anh. Trong chương trình biểu diễn của diễn viên hài người Anh Jason Manford, thì một chiếc eip 20 pzo của một khán giả bất ngờ tỏa nhiệt, bốc khói và phát nổ. Sự việc khiến các khán giả bên trong dạp hát phải lập tức được sơ tán ra bên ngoài. Các nhân viên bảo vệ của dạp hát đã mang chiếc điện thoại ra khỏi dạp hát và gọi điện cho lực lượng cứu hỏa lực lượng cứu hỏa sau khi có mặt tại hiện trường đã xử lý chiếc điện thoại, kiểm tra các vấn đề về hỏa hoạn để đảm bảo không có sự cố nào có thể xảy ra tiếp theo và cho phép màn diễn được tiếp tục. Sự việc đã khiến cho chương trình bị gián đoạn trong 20 phút. Giáp hát Lyric đã phải sơ tán sau khi điện thoại di động của một khán giả bị tỏa nhiệt trong chương trình biểu diễn của Jason Manford. Phát ngôn viên của Giáp hát cho biết sau sự việc, các nhân viên bảo vệ của chúng tôi đã mang chiếc điện thoại ra khỏi Giáp hát và lực lượng cứu hỏa đã được huy động vì tình huống khẩn cấp. Sau khi sự việc xảy ra, diễn viên hài Jason Manford còn hài hước bình luận màn trình diễn của mình là một màn trình diễn bùng cháy. May mắn không có ai bị thương sau vụ việc. Vụ cháy smartphone diễn ra như đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh Huawei đang chịu nhiều thiệt hại sau hàng loạt lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ, với những cáo buộc Huawei vi phạm lệnh cấm giao dịch với Iran cũng như các mối lo ngại về an toàn thông tin, khiến doanh số smartphone của Huawei đang bị ảnh hưởng. Tê Thùy